Thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đức Thế Âm Vi Đáp Măng Tờ Nâng Ca Chá Ha Mi. Con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đức Thế Âm Vi Sang Thắng Tờ Nâng Ca Chá Ha Mi. Con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tạ Thế Âm Vi Bụt Đăng Tờ Nâng Ca Chá Ha Mi. Con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ Thế Âm Vi Đáp Măng Tờ Nâng Ca Chá Ha Mi. Con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ Thế Âm Vi Sang Thắng Tờ Nâng Ca Chá Ha Mi. Con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt Thắng Sa Ra Nang Gạch Cha Mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thâm Mạng Sa Ra Nang Gạch Cha Mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang Khang Sa Ra Nang Gạch Cha Mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu Ti Dầm Mi Bút Thăng Sa Ra Nang Gạch Cha Mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu Ti Dầm Mi Thâm Mạng Sa Ra Nang Gạch Cha Mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đu Ti Dầm Mi Sang Khang Sa Ra Nang Gạch Cha Mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta Ti Dầm Mi Bút Thăng Sa Ra Nang Gạch Cha Mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta Ti Dầm Mi Thâm Mạng Sa Ra Nang Gạch Cha Mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta Ti Dầm Mi Sang Khang Sa Ra Nang Gạch Cha Mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tỳ Sa Nập Ca Ha Nang Ni Thi Tăng Pháp Quy Tam Bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. A Ma Phàn Tê, dạ chúng con xin vâng. Bà Na Thi Bà Ta Quê Ram Ma Ni Sê Kho Bà Đăng Sâm Ma Dạ Mi. Con xin vâng dự điều học là quy chánh xa suy sát sanh. A Đinh Na Đa Na Quê Ram Ma Ni Sê Kho Bà Đăng Sâm Ma Dạ Mi. Con xin vâng dự điều học là quy chánh xa suy trộm cắp. Ca Mê Su Mi Cha Cha Ra Quê Ram Ma Ni Sê Kho Bà Đăng Sâm Ma Dạ Mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự tà hạnh mu sa wa da quê ra ma ni sa kho bất năng sa ma ya mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói dối su ra me ra ya ma cha pa ma da tha na quê ra ma ni sa kho bất năng sa ma ya mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana we ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicca chara we ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da
Về Ramani Sikkhamadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me raya machat ba ma đắc tha na. Về Ramani Sikkhamadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ikmani panjasika badhani sadhukam tatvana bhamadena nityakalam samarakkhitabbam. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phát tâm nguyện như hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Ma phàn tê, dạ chúng con xin vâng. Sile na sugatin yanti, sile na pukasam bhadan, sile na niputin yanti tasmai, silang vi so tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời, cùng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cùng nhờ giữ giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ giữ giới. Bởi các thế cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhân. Sa thủ lành thai. Uttamang ghê na quan đề hằng. Bà đa bằng sâm và rút ta mang. Bút thề vô khá lý tổ đô sô bút thô khá ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoành đề hằng thăm mạnh chê đu vi thẳng qua rằng thăm mê vô khá lý tô đô sô thăm mô khá ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoành đề hằng sang khành cha đô quy đốt ta mang sang khề vô khá lý tô đô sô sang khổ khá ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính dâng mít cho ngài để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con được trọn phước báo. Và con kính dâng mít cho ngài. Sirat ming me buddha se to ta re bon to cha đập thi ne wa mạng se mok la la no purato bidakat ta yang bat chi me ma ma anando khi na sa wam. Cha tôn đi sa sa manta lo ka ba la cha in da de wa sa pram ma ka e te sang an u pa we na sa be pa ya u bat da wa ne ka an ta ra ya pi vi na san tu a se. Sa tôn Đức Phật ngự trên đầu, vai mặt Xá Lợi Phất, vai trái Thiền Liên Hầu. Trước mặt là Tam Tạng, sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán, Đế Thích Lẫn Phạm Thiên do oai lực pháp màu hộ trì cả năm châu. Rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu, xin được mau dẹp tận. Soatthalattho Sukhito Virunho Bodhassa Sanerogo Sukhito Hoi Saha Sabbe Nyatipi Saatthalathan. Sukhita Varunaha Bodhassa Sanerogo Roga Sukhita Hoi Saha Sabbe Nyati Prite Athalatha Sukhita Varunaha Bodhassa Sasane Roga Sukhita Ho Thasaha Sabbe Hít Nyati Tuyên Cầu. Xin cho các thiền tính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật Đạo cầu. Xin cho các thiền tính
khỏi bình hoàn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thời. Sa thủ lành thai, a ca sát ta chế phum mát ta, đệ hoa na ga mất thi ca, bụn nhận đồ an ô mồ đàn tu chi rằng rắc khanh tu sa sa năng. A ca sát ta chế phum mát ta, đệ hoa na ga mất thi ca, bụn nhận đồ an ô mồ đàn tu chi rằng rắc khanh tu nô ga ru. A ca sát tha chất phùng mát tha, đệ hoa na ga mất thi ca, bụn nhận nô an ô mô đàn tu chi rằng đặc khanh tu nhà ta vô. A ca sát tha chất phùng mát tha, đệ hoa na ga mất thi ca, bụn nhận nô an ô mô đàn tu chi rằng đặc khanh tu ba ni nô. A ca sát tha chất phùng mát tha, đệ hoa na ga mất thi ca, bụn nhân nô an ô mô đàn tu chi rằng đặc khanh tu nô sa đà. Chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ khắp mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyện thuộc tránh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con với tụ đạo màu, tu hành tinh tận ngõ hầu vô sanh. Văn kinh chi cú sa la cam mang cạch tắc bằng, kỳ ri văn ma ma ca dê na hoa cha, ma na sa ti đa sê su ra tăng ca tăng, dê sát ta sanh nhi nô ạc thi dê, cha sát ta a san ni no ca tăng bồ nhã pha lăng mai hằng sắp bề pha ghi pha hoàn tu tê về tăng ca tăng suy đi tăng đinh năng bồ nhã pha lăng mai già về cha tát tha na cha nan ti đề hòa gánh toa ni huệ đa dùm sắp bề lô cầm hi về sát ta chi quan ta ra hệ tu ca ma nôn nhân phụ cha năng sắp bề la phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hồi hưởng danh bạn. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lạnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chủng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được rải lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhạc. Chúng sanh thế giới các ngàn bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng nô nhà ti nàng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta vô. Nguyện cho phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây đến với thân bằng nguyện thuộc của chúng con đã quá vãn rồi, cầu xin cho các vị ấy hằng có được sự ai yên vui. Y đàn quá ta mê bùn nhân, à sa quá khá già quá hằng hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Và con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cùng cảm ơn quý vị đã có mặt trong đạo tràng cùng với con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Và phước báo nào có được ngày hôm nay con cũng xin chia đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng quý vị quan hệ thọ dụng đồng đều nhau cả thải. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mic trở lại cho Ngài Trí Đức để Ngài dạy bài học hôm nay ạ.
Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sân Khai Dạ. Trước tiên kính lễ Chư Tôn Thiên Đức Tăng trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu trí thức. Hôm nay chúng ta xin học trong câu Phật ngôn 356. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo và thành hạt tế giá sa quần đà mi bồ tô ma he si a ra hằng tất tha ga tô lô cú ta mô sa pa ga ru hi che tha cô lô ca sa sa tha cha na đầm ma cô quý đồ quần đà ma hành tăng na ra phù. Cái này giác rằng Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não chói chăng, tối thượng vô chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương phát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Thầm mô bất đi bồ vi yết ta sa sáp thâm nô lô ca nó mạnh thá sa vi na ca rô cô sáp bà nhu bút thóc bà ti phù thí sanh nhá tô quần đà má hành tăng nó ra phù. Cha này giác cần pháp bảo với như ánh vàng, như là soi sáng, vạt màng, vô minh, phá tan, làm đặc chúng sinh, đầy dụng Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng, nhân gian cúng dường. Sân khô, quý số thô, số quan tá sát xà, quá cô, xích khà, số cà mô, quá rắc thầm, má xích khá cô, niên đà, bế sân xà, đi á nà, đá rô, quá rô, quần đà, má hình tầng, lá ra phù. Cái này chắc cần tâm bảo thiên vương Phật Đà, tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần, xa lệ theo pháp, phàm nhân ai bì. Con xin lệnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Nát tế giá tề chê, nát xích khà mê ê, tú quá, sát năng tác xà, bí à, nú phà quê, nát xá hát xà dê. Nát xích chạch tú, cầu xin tâm bảo uy linh, cho con tấm hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh, hộ cho con học, đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 356 ha. Quý vị nhìn trên màn hình ha. Câu Phật ngôn này tương đối cũng dễ chứ không có khó, nhưng mà nó khó là khó cái thực hành á, còn dễ thì dễ đọc ha. Bây giờ quý vị bắt đầu ngắn gọn lại một chút, nhiều khi có tiếng Việt nó rườm rà rồi quý vị bị phân tâm. Bây giờ chúng ta học cái này thì chỉ biết cái phần này trước, khi nào mà vào ý nghĩa tự vấn á thì khi đó chúng ta mới so sánh ha. Trước tiên câu 356 chúng tôi xin đọc trước. Tina đồ sa ni khét ta ni, tina đồ sa ni khét ta ni, tina đồ sa ni khét ta ni. Câu số 2, ra ga đồ sa a dần ba cha, ra ga đồ sa a dần ba cha, ra ga đồ sa a dần ba cha. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Tina đồ sa ni khét ta ni, ra ga đồ sa a dần ba cha. Tina đồ sa ni khét ta ni ra ga đồ sa a dần ba cha. Tina đồ sa ni khét ta ni ra ga đồ sa a dần ba cha. Như vậy thì quý vị thấy khi mà chúng ta đọc từng câu thì nó khác, mà khi mà chúng ta đọc lần hai câu nó khác. Nó khác ở đây có nghĩa là cuối câu thứ nhất nó là đoạn âm,
Thì đoạn âm này chúng ta chạy qua trường âm đầu câu ở câu số 2 ha. Khết ta ni ra gia đô sa. À, quý vị chú ý ha. Khết ta ni ra gia đô sa ha. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 3. Tas ma hi vi ta ra ge su. Tas ma hi vi ta ra ge su. Tas ma hi vi ta ra ge su. Câu số 4. Đình năng hồ ti ma hấp pha lăng. Đình năng hồ ti ma hấp pha lăng. Đình năng hồ ti ma hấp pha lăng. Rồi bây giờ chúng ta ôn câu 3, câu 4 ha. Tas ma hi vi ta ra ge su đình năng hồ ti ma hấp pha lăng. Tas ma hi vi ta ra ge su đình năng hồ ti ma hấp pha lăng. Tas ma hi vi ta ra ge su đình năng hồ ti ma hấp pha lăng. Rồi bây giờ chúng ta đọc liên lạc lại ha. Tina đồ sa ni khét ta ni ra ga đồ sa a yang ba cha tas ma hi vi ta ra ge su đình năng hồ ti ma hấp pha lăng. Tina đồ sa ni khét ta ni ra ga đô sa a yang ba cha tas ma hi vi ta ra ge su đình năng hồ ti ma hấp pha lăng. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai. Tin la đô sa ni khét ta ni ra ga đô sa a yang ba cha tas ma hi vi ta ra ge su đình năng hồ ti ma hấp pha lăng. Na đô sa ni khét ta ni ra ga đô sa a yang ba cha tas ma hi vi ta ra ge su đình năng hồ ti ma hấp pha lăng. Như vậy thì trên cái cách đọc trường âm và đoạn âm thì chúng ta có hai cách đọc ha. Một cách là chúng ta đọc nguyên câu, một cách là chúng ta dừng lại cuối câu số 2. À, nhưng mà trường âm, đoạn âm phải rõ ràng ha. Rồi, đó là cái giọng kinh, chúng ta đọc theo hai cách như vậy. Bây giờ qua giọng kệ, đây là một câu 8 từ. Thì quý vị chú ý 44 ha. Quý vị chú ý 44. Nhưng mà phải đọc một lần hai câu à. Chứ không phải chúng ta kệ mà đọc từng câu một như là thỉnh pháp sư ha. Thỉnh pháp sư cái tính cách trang trọng à, tôn kính. Thì chúng ta đọc chậm rãi từng câu một. Nhưng mà ở đây trong cái giọng kệ này thì chúng ta phải đọc một lần hai câu. Chúng tôi đọc chưa? Tỳ na đô sa ni khê ta ni ra ra đô sa a yang ba cha tas ma hi vi ta ra ghê su đình năng hô tí ma ham pha lăng. Tỳ na đô sa ni khê ta ni ra ra đô sa a yang ba cha tat ma hi vi ta ra ghê su đình năng hô tí ma ham pha lăng. Tỳ na đô sa ni khê ta ni ra ra đô sa a yang ba cha tas ma hi vi
ta ra ghê su đền nam hô tí ma ham tha lần. Rồi như vậy dòng kinh dòng kệ và thêm một phần nữa đó là phân tích trường âm đoạn âm. Rồi đây là cái giải liều lĩnh hay là cái giải can đảm mà Sít Kim đoạt được nè. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Dạ, không biết có sư nào lúc lùm con cũng xin chào luôn. Liều lĩnh hay là can đảm hay cái gì cũng được hết sao, miễn lên đọc đầu tiên á, là được rồi, xong chuyện là được rồi sư, trả bài xong là được rồi đó sư, con làm chuyện khác nữa. Dạ cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ ha. 1 2 bà Nhật Quỳnh, Thiên Vù, Thanh Hoàng, Hồng Thị Kim Nhung, úi chà, có Tina N nữa. Dạ nhiều người nghe rõ âm thanh con nghe rõ đấy sư, tốt quá sư ha. Cảm ơn quý vị nha, bây giờ bắt đầu đọc nha. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú. Bữa nay là câu 356, biểu viên này con gõ dạ. Ankura, thôi Ankura, ok. Con xin đọc Kinh Pháp Cú câu 356, trả bài đúng hơn. Đọc kinh, đọc kệ rồi phân tích trường âm, đoạn âm. Dạ, đọc đi. Hồi đấy sư nói. Núi tà nói cà cơ dê ngỗng tập đi châu rồi, nhiều chuyện quá, mỏi nhọn quá. Vậy rồi sư ơi, chịu khó đi sư ơi. Đọc. Tí ná đô xà ní khét tà ní ra gá đô xà á chàng bá chà. Tá mà hi quỳ tá ra ghê xú đình năng hồ tí má hấp phá lăng. Tí ná đô xà ní khét tà ní ra gá đô xà á chàng bá chà. Tasma hi quỳ ta ra ghê xú đình năng hồ tí ma hấp pa lăng. Dạ phân tích câu 1, câu 2. Tí ná hai đoạn âm, đô trường âm thông, đô sa hai trường âm thông thường. Tí ná hai đoạn âm, đô sa hai trường âm thông thường. Ní đoạn âm, khép trường âm nhắn. Ta trường âm thông thường, ní đoạn âm, câu số 2. Ra trường âm thông thường, gá đoạn âm, đô sa hai trường âm thông thường, á đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pá đoạn âm, cha trường âm thông thường. Tí ná đô sa ni khét ta ni ra gá đô sa a dân pa cha. Câu 3 và câu 4 phân tích. Tás trường âm nhắn, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, quy trường âm thông thường, tá đoạn âm, ra ghê hai trường âm thông thường, xú đoạn âm, đinh trường âm nhắn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô trường âm thông thường, tí má hai đoạn âm, hấp trường âm nhắn, phá là đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ đọc lại câu 3 và câu 4. Tát mà hi quỳ ta ra ghê xú đình năng hồ tí má hấp phá lăng. Và đọc hết nguyên bài từ câu 1 đến câu 4, không trường cái chữ nào hết. Tí ná đô xà ni khét tà ni ra gá đô xà á dằn phá trà. Tát mà hi quỳ ta ra ghê xú đình năng hồ tí má hấp phá lăng. Tí ná đô xà ni khét tà ni ra gá đô xà á dằn pa chà. Tás mà hi quỳ ta ra ghê xú đinh năng hồ tí má hấp pa lăng. Dạ đọc kệ à. Tí ná đô xà ni khét tà ni ra gá đô xà á dằn pa chà. Tát mà hi quỳ ta ra ghê xú đinh năng hồ tí má hấp pa lăng. Tí ná đô sa ni khét ta ni ra gá đô sa a yang pa cha. Tát ma hi quỳ ta ra ghê số đình năng hô tí ma hấp pa lăng. Cỏ làm hại ruộng vườn, tham lam hại người đời, bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tèn 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 tèn. Trời ơi, không thấy sư cho. Sư con có sai nào sư sửa cho con nghe sư. Không thấy người nào cho gì trơn á. Trời ơi, kính chào đậu tràng Nguyễn Từ. Chết rồi, Hồng Thị Kim Dung. Rồi, Hồng Mai cho
bưng cái hũ gì cũng không biết nữa. Ớn quá. Thôi cảm ơn quý vị nha. Dạ con máy là dạ mời quý vị khác tiếp tiếp nha. Chúc quý vị vui ăn vui nha. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Đạo Tràng. Dạ, con kính chào Toàn Thể Đạo Tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 356 ạ. Tí na đồ sa ni khét ta ni ra ga đồ sa Ayam baca tat ma hi vi ta ra ghe su đình nàng hồ ti ma hấp phá lằng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Tí ná là hai đoạn âm, đô trường đô sa là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, khét trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ní đoạn âm, ra trường âm thông thường, gá đoạn âm, đô sa là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm văn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, cha trường âm thông thường, tí na đô sa ni khét ta ni ra gá đô sa a văn bá cha. Và câu 3 và câu 4. Tát trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, quy trường âm thông thường, tá đoạn âm, ra ghê là hai trường âm thông thường, xú là đoạn âm, đinh trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô trường âm thông thường, tí đoạn âm, má đoạn âm, hấp trường âm nhấn, phá đoạn âm và lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tát ma hi quỳ ta ra ghê su đình năng hồ tí má hấp phá lăng. Và con xin đọc lại hết bài. Tí na đồ sa ni khét ta ni ra ga đồ sa a dằng bá cha. Tát ma hi quỳ ta ra ghê su đình năng hồ tí má hấp phá lăng. Tí na đồ sa ni khét ta ni ra ga đô sa a yang ba cha tat ma hi vi ta ra ghe su đình năng hồ tí ma ha pha lăng. Dạ con xin kể. Tì na đô sa ni khét ta ni ra ga đô sa a yang ba cha tat ma hi vi ta ra ghê so đinh năng hô ti ma hấp pha lăng. Dạ con có chỗ nào sai xin ngài cùng với đạo tràng sửa cho con ạ. Dạ con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin phân tích cách đọc câu Pháp Cú 356, câu 1, câu 2. Tí na đô sa ni khét ta ni ra ca đô sa a chăng pa cha. Tí na hai đoạn âm, đô sa hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, khét trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ní đoạn âm, ra trường âm thông thường, gá đoạn âm, đô sa hai trường âm thông thường, á đoạn âm, giang trường âm đọc theo dọc nguyên âm, phá đoạn âm, cha trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Tí na đô sa ni khét ta ni ra ga đô sa a giang ta cha. Cô 3, cô 4. Tát ma hi vi ta ra ghê su đình năng hồ ti ma hát ta lăng. Tát trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, vi trường âm thông thường, tá
bản âm ra ghê hai trường âm thông thường, xú bản âm din trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô trường âm thông thường, tí má hai bản âm, hát trường âm nhấn, phá bản âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Tát ma hi vi ta ra ghê su din năng hô tí ma hát phá lăng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 356. Ti na đô ta ni khét ta ni ra ca đô ta a yang ta cha. Tát ma hi vi ta ra ghê su din năng hô tí ma hát phá lăng. Dạ con có sai, con xin sư và đạo tràng sửa cho con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ alo alo ạ. Dạ dạ cảm ơn Thiện Vũ đã cho biết tín hiệu. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin trả bài câu Phật ngôn số 356 ạ. Tina đô sa ni khét ta ni ra ga đô sa a yang pa cha. Tas ma hi vi ta ra ghe su din năng hô ti ma ha pha lăng. Dạ con xin phân tích ạ. Tí na là hai đoạn âm, đô sa là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, khét là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ní là đoạn âm. Câu số 2, ra là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, đô sa là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Tina đô sa ni khét ta ni ra ga đô sa a yang ba cha. Dạ câu 3 và câu 4. Tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, quy là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ra ghê là hai trường âm thông thường, xú là đoạn âm, din là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí, má là hai đoạn âm, háp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tas ma hi vi ta ra ghe su din năng hô tí ma ha pha lăng. Tina đô sa ni khét ta ni ra ga đô sa a yang pa cha tas ma hi vi ta ra ghe su din năng hô ti ma ha pha lăng. Dạ con xin kể ạ. Tina đô sa ni khét ta ni ra ga đô sa a yang pa cha tas ma hi vi ta ra ghe su din năng hô ti ma ha pha lăng. Ti na đô sa ni khét ta ni ra ga đô sa a yang pa cha tas ma hi vi ta ra ghe su din năng hô ti ma ha pha lăng. Dạ con đã trả bài xong. Con xin xuống mic. Dạ cảm ơn chị Nhiều Huỳnh bốt bài. Dạ kính cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Thân mời niệm từ. Dạ kính cảm ơn sư Kim Dung. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sis Thanh Hoàng, Sis Tina, Sis Nhật Quỳnh, Thiên Vũ và Sis Kim Dung cho niềm từ biết là âm thanh rõ. Niềm từ xin phân tích
và đọc câu pháp cú 356. Câu số 1 và câu số 2. Tí ná đô sa ni khe ta ni ra ga đô sa a dân bát cha. Câu số 1. Tí là đoạn tí ná là hai đoạn âm, đô là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, khét là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ní là đoạn âm. Câu số 2. Ra là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, đô là trường đô, sa là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm và cha là trường âm thông thường. Và câu số 3 và câu số 4. Tasma hi vi ta ra ge su din nang ho ti ma ha pha lang. Câu số 3. Tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, hi là đoạn âm, vi là trường âm thông thường, ta là đoạn âm, ra ghê là hai trường âm thông thường, xú là đoạn âm. Câu số 4. Din là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, má là đoạn âm, hấp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm và lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nên tôi xin đọc lại nguyên 4 câu 356. Tí na đô sa ni khét ta ni ra ga đô sa a dân ba cha. Tas ma hi vi ta ra ghe su tin năng hồ ti ma ha pha lăng. Tí na đô sa ni khét ta ni ra ga su đô ni ra ga đô sa a dân ba cha. Tas ma hi vi ta ra ghe su din năng hồ ti ma ha pha lăng. Xin đọc lại lần nữa. Ti na đồ sa ni ta ni ra ga đồ sa a yang ba cha. Tas ma hi vi ta ra ghe su din năng hồ ti ma ha pha lăng. Dạ, bây giờ chúng tôi xin kệ câu pháp cú 356. Ti na đô sa ni khen ta ni ra ga đô sa a yang ba cha. Tat ma hi vi ta ra ge su din lang ho ti ma ham pha lam. Ti na đô sa ni khen ta ni ra ga đô sa a yam ba cha. Tas ma hi vi ta ra ge su din nang ho ti ma ham pha lam. Dạ con đã phân tích. Dạ con đọc xong, con có sai con mong ngài và đạo tràng sửa lời giùm con ạ. À, rất là kính cảm ơn đạo tràng. Dạ bây giờ xin mời bàn tay của sư của Tina. Dạ Nam Mô Bích Tha giá. Thưa con kính đảnh lễ Tam Bảo, con kính chào đại sư Trí Đức và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài 356. Tị na đô sa ni khen ta ni rắc ca đô sa a yam pa cha. Tas ma hi vi ta ra ghi su di nam ho ti ma hap pa lam. Con xin phân tích. Tị na hai đoạn âm, đô sa hai trường âm thông thường, ni đoạn âm, khét trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, đa xin lỗi, ní là đoạn âm, rá trường âm nhấn, ga đoạn âm, đô sa hai trường âm thông thường, á đoạn âm, dâm trường âm giọng, trường âm đọc giọng nguyên âm, phát đoạn âm, chát trường âm thông thường.
Tina do sa niketa niraga do sa ayam pacha. Con không thích đoạn kế tiếp là đoạn kế tiếp là tasma hivitara ke su dinam ho te mahapalam. Tas trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, hi vi xin lỗi hi đoạn âm, vi trường âm thông thường, ta đoạn âm, ra ghe hai trường âm thông thường xuống đoạn âm, tí đin trường âm nhấn, năm trường âm giọng đọc theo giọng nguyên âm, hô trường âm thông thường, tí má hai đoạn âm, hát trường âm nhấn, pa đoạn âm, lâm trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thất ma hi vi tha ra ke su ti nam ho ti ma la pa lam ma ha pa lam. Con đọc lại nguyên đoạn. Ti na do sa ni ke ta ni ra ga do sa a yam pa cha thas ma hi vi ta ra ke su ti nam ho ti ma ha pa lam. Con xin đọc kệ. Tina do sa ni ken ta ni raga do sa ayam pa cha tasma hi vi ta ra ge su ti nam ho ti ma ham pa lam. Dạ thưa con đọc hết, con xin có gì sai xin ngài và các anh đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Dạ, con kính đảnh lễ ban ôi tâm bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, kính lễ quý chư tăng, kính lễ các cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú câu 356. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Tinado sa niket ta ni ra ga do sa ayang pa cha tasma hi vi ta ra ge su di nang ho ti ma ha pa lang ti na do sa ni khet ta ni ra ga do sa ayang pa cha tasma hi vi ta ra ge su di nang ho ti ma ha pa lang. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Tí ná là hai đoạn âm, đô sa là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, khét là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, đô sa hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Tí na đô sa ni khét ta ni ra ga đô sa a yang ta cha. Câu số 3 và câu số 4. Tas trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, vi là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ra, ghê là hai trường âm thông thường, xú là đoạn âm, din là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí má là hai đoạn âm, hấp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tas ma hi vi ta ra ge su di nang ho tí ma ha pha lăng. Dạ con xin đọc lại câu 356. Tí na đô sa ni khét ta ni ra ga do sa a yang pa cha tas ma hi vi ta ra ye su din nang ho ti ma ha pa lang. Dạ con xin đọc kệ ạ. Ti na do sa ni khe ta ni ra ga do sa a yang pa cha tas ma hi vi ta ra ye su dina ho ti maha phalang dina dosa ni khetani
raga dosa ayang paca tasmahi wita ragesu dinang hoti mahafalang. Dạ con xin hết, con xin sư Trí Đức có gì con đọc sai xin sư sửa giùm con ạ. Dạ xin cảm ơn toàn thể đạo tràng đã lắng nghe. Dạ con xin mic cho vị kế tiếp ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Cô Tu Nữ Phúc Hạnh, con kính chào quý đạo tràng ạ. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 356 ạ. Tina đồ xà ni khét tà ni ra ga đồ xà a chẳng pa chà tas ma hi vi ta ra ghe su din nang hồ ti ma ha pha lặng. Tina đồ xà ni khét tà ni ra ga đồ xà a chẳng pa chà tas ma hi quỳ ta ra ghê su đình nàng hồ ti ma ha pha lặng. Dạ con xin phân tích câu thứ nhất và câu thứ hai ạ. Tí ná là hai đoạn âm, đô sa là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, khét là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, đô sa là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pa là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, quy là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ra ghê là hai trường âm thông thường, sú là đoạn âm, din là trường âm nhấn, năng là trường âm giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí má là hai đoạn âm, háp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả bài ạ. Tí na đồ xà ni khét tà ni ra ga đồ xà a dằng pa cha tas ma hi vi ta ra ghê su din năng hồ tí ma háp pha lăng. Tina đồ xà ni khét tà ni ra ga đồ xà a chẳng pa cha tas ma hi vi ta ra ghê su din năng hồ ti ma ha pha lặng. Tina đồ xà ni khét tà ni ra ga đồ xà a chẳng pa cha tas ma hi vi ta ra ghê su din năng hồ ti ma ha pha lặng. Dạ con xin hết, con xin ngài có cái gì thì xin sư và quý đạo hữu sửa cho con. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài ạ. Con xin xuống mic ạ. Con kính mời cô Tu Nữ Phúc Hạnh ạ. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, con thành kính đảnh lễ Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Hôm nay con đọc phân tích bộ Pháp Cú 356. Tí na đô sa ni khét ta ni, tí na là đoạn âm, đô sa là trường âm thông thường, lý là đoạn âm, khét là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, lý là đoạn âm. Tí na đô sa ni khét ta ni, con số 2 ạ. Ra ga đô sa a dân bá cha, ra là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, đô sa là trường âm thông thường, á là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Ra ga đô sa á dân bá cha, con số 3. Tát ma hi vi tát ra ghê su, tát là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, vi là trường âm thông thường,
tá là đoạn âm, ra ghê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, tát ma hi vi tá ra ghê xú. Câu số 4. Đinh năng hô tí má háp phá lăng. Đinh là trường âm nhấn, năng là trường âm thông thường, hô là đinh là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, má là đoạn âm, háp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đinh năng hô tí má háp phá lăng. Đọc lại bốn câu. Tín ná đô sa ni khét ta ni ra gá đô sa á dân bá cha tát ma hí vi tá ra ghê xú đinh năng hô tí má háp phá lăng. Tín ná đô sa ni khét ta ni ra gá đô sa á dân bá cha tát ma hí vi tá ra ghê xú đinh năng hô tí má háp phá lăng. Con xin cầu. Tín ná đô sa ni khét ta ni ra ga đô sa a yang ba cha tạc ma hi vi ta ra ghê su đín lăng hô ti ma pha lăng. Dạ con xin xuống biết rồi, con có xa chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉ giúp con. Mời về tiếp theo. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu Pháp Cú 356 à. Tina đồ sa ni khét ta ni ra ca đồ sa a dân ba cha tas ma hi vi ta ra ghe su din năng hồ ti ma hấp pha lăng. Nhà con phân xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Tina đồ sa ni khét ta ni ra ga đồ sa a dân ba cha. Tí na là hai đoạn âm, đô sa là hai trường âm thông thường, ni đoạn âm, khét là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ni đoạn âm, ra là trường âm thông thường, ca là đoạn âm, đô sa là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Tina đồ sa ni khét ta ni ra ga đồ sa a dân ba cha. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Tas ma hi vi ta ra ghe su din năng hồ ti ma hấp pha lăng. Dạ, tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, hi đoạn âm, vi là trường âm thông thường, ta đoạn âm, ra, ghê là hai trường âm thông thường, su là đoạn âm, din là trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô trường âm thông thường, tí má là hai đoạn âm, hấp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tas ma hi vi ta ra ghe su din năng hồ ti ma hấp pha lăng. Dạ con xin đọc lại bốn câu à. Tina đồ sa ni khét ta ni ra ga đồ sa a dân ba cha. Tas ma hi vi ta ra ghe su din năng hồ ti ma hấp pha lăng. Dạ con xin kể. Tì na đô sa ni khét ta ni ra ga đô sa a dân ba cha.
Tasmahi vi taragesu dinang hoti mahaphalang. Dạ con đã đọc xong, dạ con có sai xin nhờ sư sửa giùm cho con. Dạ con xin mời Xích Hậu chùa Phước Quang ạ. Nam mô Bụt Tha Ra, Nam mô Tham Ma Ra, Nam mô Sang Kha Ra. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và con kính đảnh lễ quý bà, quý cô nữ và kính chào đạo tràng, kính với cô tu nữ Phúc Hạnh. Con xin đọc câu Pháp Cú và phân tích câu 356. Tina Đồ Sa Ni Khết Anira ga do sa a rằng ba cha. Xin phân tích luôn câu số 1 là tina do sa ni khet ta ni. Câu số 1 là tí ná là hai toàn âm, đô và sa là hai trường âm thông thường. Ní là đoạn âm, khét là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ní là đoạn âm. Câu số 2 là ga đồ xà a rằng ba cha. Là ga đồ xà a rằng ba cha. Ra là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, đô sa là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo đoạn nguyên âm, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Câu số 3, tác mà hi quy quy ta ra ghê ru, tác mà hi quy ta ghê ru. Tác là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, hí quý là hai đoạn, hí quý và ta là hai đoạn âm và ba đoạn âm. Ra là trường âm thông thường, ra ghê là hai trường âm thông thường, sú là đoạn âm. Câu số 4, din năng hồ ti ma ha pha lăng. Din là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, má tí má là hai đoạn âm, ha là trường âm nhấn, pha là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tôi xin đọc lại toàn bài. Tina đồ xà ni khét tà ni ra ga đồ xà a rằng ba cha. Tạc ma hi quy ta ra ghê trù đình năng hồ ti ma ha pha lăng. Dạ, con có đọc sai thì Ngài kính mong Ngài Trí Đức sửa cho con ạ. Con xin xuống mic ạ. Alo. Alo. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Cảm ơn cô Nhật Bình cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Thà Ra, Nam mô Tham Ma Ra, Nam mô Sang Kha Ra. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu kinh Pháp Cú số 356. Tina đồ sa ni khét ta ni già gá đồ sa á lăng pa cha tát ma hi vi ta ra ghê su đi nàng hồ ti ma ha pa lăng. Tí ná là hai đoạn âm, đô sa là hai
Tí ná là hai đoạn âm, đô sa là hai trường âm thông thường. Ní là đoạn âm, khép là trường âm nhấn. Ta là trường âm thông thường, ní là đoạn âm. Ra là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, đô sa là hai trường âm thông thường. Á là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Tát trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường. Hí là đoạn âm, quy là trường âm thông thường. Tá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Gê là trường âm thông thường. Sú là đoạn âm. Đin là trường âm nhấn. Lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hô là trường âm thông thường. Tí là đoạn âm. Má là đoạn âm. Hát là trường âm nhấn. Tá là đoạn âm. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tina đồ xà ni khét tà ni già gà đồ xà át rằng ta chà ta mà hi quỳ ta già ghê su đình nàng hồ ti ma ha pa lằng. Tina đồ xà ni khét tà ni già gà đồ xà a rằng ta chà ta mà hi quỳ ta ta già ghê su đình nàng hồ ti ma ha pa lằng. Dạ con đã phân tích xong, con xin xuống mấy chậm. Dạ con kính mời cô chú kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thà dạ. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn Sư Khá, anh Đức Khá. Nam mô Bụt Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, Hậu Chùa Phước Quang, Sích Tiên Na cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Kim Nhung. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, cùng Chi Trung Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Trà Khúc ơi, bàn tay giấu con mất tiêu qua Trà Khúc. Cho Nhật Quỳnh tin mật tín hiệu đi Trà Khúc ơi. Dạ, trong khi chờ đợi con xin được trả bài Câu Pháp Cú Kinh số 356. Tin nát đồ xà đi khét. Ta ni ra các đồ sa a dằng bát cha tát ma hi quy ta ra ghê xuất đình năng hồ ti ma hấp pha lăng. Ti na đồ sa ni khách ta ni ra các đồ sa a dằng bát cha tát ma hi quy ta ra ghê xuất đình năng hồ ti ma hấp pha lăng. Ti na đồ sa ni khách ta ni ra các đồ sa a dằng bát cha tát ma hi vị ta ra ghê sự định nặng hồ tí ma hấp phá lăng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Tí ná hai đoạn âm, đô sa hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, khét trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ní đoạn âm, ra trường âm thông thường, gá đoạn âm, đô sa hai trường âm thông thường, á đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, cha trường âm thông thường. Tí na đô sa ni khét ta ni ra gát đô sa a dăng bát cha. Câu 3 và câu 4. Tát trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, quy trường âm thông thường, tá đoạn âm, ra ghê hai trường âm thông thường, sú đoạn âm, đinh trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô trường âm thông thường, tí má hai đoạn âm, hấp trường âm nhấn, phá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ta ma hi vi ta ra ghê xuất đình năng hô tí má hấp ba lăng. Và con xin ôm lại bốn câu. Tí nát đồ xà ni khét ta ni ra cách đồ xà a dăng ba cha tạt ma hi vi
ta ra ghê xuất đi năng hồ tí má hấp ba lần. Dạ con xin được kể ạ. Tì na đô sa ni khen ta ni ra ga đô sa a dẫn ba cha tạt mã hi vi ta ra ghê su đi năng hô ti mà hợp ba lần. Tì na đô sa ni khen ta ni ra ga đô sa a dẫn ba cha tạt mã hi vi ta ra ghê su đi năng hô ti mà hợp ba lần. Dạ con đã trả bài, con đã phân tích và cũng kể luôn rồi. Nếu con có sai thì kính mong ngài và đạo tràng sửa cho con. Và con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức, nhục bình kính cảm ơn đạo tràng. Rồi bây giờ xa thúc rồi, đưa bàn tay mình lên đi. Trà Khúc ơi, mời Trà Khúc nha. Alo, dạ. Dạ, em cảm ơn chị đã nghe rõ. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn quý anh chị đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ. Dạ. Dạ, con Trà Khúc, con thành kính đảnh lễ sư trí đức. Dạ, con thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng trong room. Dạ, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, kính lễ đạo tràng room Phật giáo Nam truyền. Dạ, con hồi nãy giờ không có trước máy nên không có tương tác được với quý anh chị, Trà Khúc xin lỗi nha. Và bây giờ thì Trà Khúc xin phép đọc. Em bao chót nha chị Nhật Quỳnh. Cảm ơn chị đã nhắc em. Dạ. À, câu 356. Tina đồ sa nít khép ta nít ra gác đồ sa ác dằn bá cha tắc ma hít quỳ tắc ra ghê xúc đình năng hồ tít ma hấp phát lăng. Tina đồ sa ni khét ta ni ra ga đồ sa a dằn ba cha tắc ma hi quy ta ra ghê su đình năng hồ tích ma hấp. Và con xin phép phân tích lại bài kinh pháp cú số 356. Câu 1. Tina đồ sa ni khét ta ni tina là hai đoạn âm, đồ sa là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, khét là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ní là đoạn âm. Câu 2. Ra gác đồ sa á dăng bát cha, ra là trường âm thông thường, gác là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, á là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Câu 3. Tát ma hi quy ta ra ghê xúc. Tát ma là hai trường âm. Không, tát là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, hi là đoạn âm, quy là trường âm thông thường, ta là đoạn âm, ra ghê là hai trường âm thông thường, xúc là đoạn âm. Câu 4. Đinh năng hô tít ma hấp phá lăng. Đinh là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tít là đoạn âm, ma là đoạn âm, hấp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, và lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con đã phân tích xong, không biết có sai chỗ nào xin sư đàn sửa cho con, lâu quá con không có phân tích kinh pháp cú. Bây giờ thì con xin phép được kể bài pháp cú 356. Tì na đô sa ni khét ta ni ra ga đô sa a dăng ba cha ta sinh ma hi quy ta rê su đinh năng hô ti ma pha lăng. Tì na đô sa ni khét ta ni ra ga đô sa a dăng ba cha
tasmahi vitaragesu dinangoti mapphalang. Cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn. Dạ, xong là kệ xong. Con thành kính tri ân sự dạy của Sư Trí Đức và kính tri ân Đạo Tràng đã cho biết tín hiệu, và kính tri ân Đạo Tràng đã cho trà khúc được đọc và kệ kinh. Dạ, bây giờ thì con xin xuống mít. Dạ, con xin kệ mít. Em xin kệ mít là chị Nhật Quỳnh ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham, Nam mô Sàng Tha Giá. Dạ, xà thú, kính cảm ơn trà khúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, còn trong đạo tràng còn vị nào chưa cầm mít không quý vị? Nếu còn thiếu sót vị nào thì kính mời bàn tay quý vị nha. Dạ, mấy là ngày khóa sổ đó. Trà khúc nghe 1-2 hả? Dạ, đạo tràng có nghe âm thanh Nhật Quỳnh 1-2 không quý vị? Alo, dạ đạo tràng có nghe rõ không? Dạ, dạ cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con thấy hình như không còn bàn tay nào nữa bạch ngài. Dạ, con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng cho chúng con học từ vựng và duyên sự có pháp quốc kinh số 356 ạ. Dạ, cảm ơn đạo khúc. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Trí Đức ạ. Ngài quan hỷ trở lại đạo tràng cho chúng con học từ vựng và duyên sự câu pháp cú kinh số 356. Dạ, quý vị có thấy bàn tay của Ngài không quý vị? Thấy có tín hiệu không quý vị? Má Nhật Quỳnh mấy ngày nay nó dỗn lắm. Dạ, nó kiếm chuyện. Nó kiếm chuyện có lúc nó không có nghe. Dạ, chưa luôn hả? Dạ. Dạ rồi, dạ con kính dâng mít đến Ngài xà thủ lành thai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. À, sa tu, hôm nay quý vị tham gia rất là nhiều, mình thấy vậy luôn. À, xin trà khúc và kết thúc chương trình ha. Và khi mà xin trà khúc lên ngâm kệ á, chúng tôi tưởng nhớ lại má của Chi Chi Thông, tức là cô Liễu ở Tam Bảo Tự, có một cái giọng kệ giống như Sĩ Trạc Phúc giả, rất là hoan hỷ ha. Hôm nay thì Sĩ Trạc Phúc cũng đã coi như là hòa nhập được với cái lối học của chúng ta. Tức là hôm trước còn hơi lúng túng, nhưng mà hôm nay thì chờ cho người ta lên hết rồi thì đó mới lên, và kết thúc một cách rất là nhẹ nhàng ha, rất là nhẹ nhàng suôn sẻ. Sa thủ Sĩ Trà Khúc, mến chào huynh Thích Pháp. Dùng tin dùng kệ của quý vị tuyệt vời, không có ý kiến ha. Tức là quý vị đã thể hiện chính bản thân của mình, vượt lên chính mình, đứng trên đôi chân của chính mình, chứ không phải thở bằng lỗ mũi của người khác, đi bằng đôi chân của người khác. Đây là một sự tự lực mà quý vị đã thể hiện chính bản thân, rất là hoan hỷ. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào trong cái vấn đề từ vựng ha. Câu Phật ngôn 356, Tina đồ xà ni khét tà ni, Tina đồ xà ni khét tà ni, Tina đồ xà ni khét tà ni. Câu này chúng ta thấy có hai từ. Tina đồ xà ni là một, khét tà ni là hai. Tina đồ xà ni do hai từ. Tina cộng với dosa ni,
Tina, nó là một danh từ trung tính. Akran Tanapung Satalinda. Tina là những loại cỏ dại. Cỏ dại. Rồi chữ đô sa ni do cái từ đô sa. Đô sa là một danh từ nam tính. Akran Tanapung Linga. Đô sa có nghĩa là điều tai hại hay là sân hận ha. Sân hận hay là điều tai hại. Và chữ đô sa ni nó được chia theo cái gì đây? Chủ cách số nhiều ha. Chủ cách số nhiều. Tức là bạch ma bà hô quá chá náu quỷ pháp tí. Cho nên chữ đô đô sa biến thành đô sa ni. Tiếng nói đô sa ni có nghĩa là cỏ dại là những điều tai hại. Cỏ dại là những điều tai hại. Rồi, cái từ thứ hai, khết ta ni. Khết ta ni. Khết ta ni do cái từ khết ta. Khết ta nó là một danh từ trung tính. Akran Tanapung Sakalinga. Nhưng mà khết ta nó cũng được chia theo chủ cách số nhiều. Và Thamma Bahu Vachana Vipatti. Cho nên khết ta chuyên thành khết ta ni. Khết ta ni là các ruộng vườn hay là các thửa ruộng. Các ruộng vườn hay là các thửa ruộng. Như vậy thì câu đầu tiên này, Tila dosa nikheta nik, các ruộng vườn có cỏ dại là các điều tai hại. Rồi, bây giờ chúng ta đến câu số 2. Raga dosa ayang baccha. Raga dosa ayang baccha. Câu số 2 có 3 từ. Raga dosa là 1, ayang là 2, baccha là 3. Raga dosa do 2 từ. Chữ raga nó là một danh từ nam tính. Akranta Pumringa. Raga có nghĩa là tham ái. Raga là tham ái. Rồi, từ thứ hai, dosa, do cái từ dosa. Đô xá nó là một danh từ nam tính giống như là trên, điều tai hại. Ra các đô xá, chữ đô xá này được chia theo chủ cách số ít. Đô thị gia vượt phát tiê câu quá chân á. Cho nên chữ đô xá biến thành đô xá. Vậy thì ra các đô xa có nghĩa là tham ái là điều tai hại. Tham ái là điều tai hại. Thôi, từ thứ hai, ác dân. Ác dân do cái từ ý đăng. Nó là một đại từ nữ tính ha. Và cái từ ý đăng này nó đứng làm chủ từ số ít. Ý đăng biến thành á dân, có nghĩa là chúng sanh này, tức là người này, người này hay là chúng sanh này. Á dân và chữ bát cha,
Pacha nó là một danh từ nữ tính Akaranta Ikhilinga. Chữ Pacha này được đứng làm chủ từ Suit Bathama Etawachana Vipati. Pacha có nghĩa là chúng sanh hay là con người. Chúng sanh hay là con người. Vậy thì câu số 2, Ragadosa Ayang Bacha, Ragadosa Ayang Bacha. Chúng sanh này có tham ái là điều tai hại. Chúng sanh này có tham ái là điều tai hại. Câu số 3, Tasma hivitarajesu, Tasma hivitarajesu. Chữ Tasma vì thế, Tasma là vì thế, Hi là quá vậy, thật vậy. Quy ta ra về su, quy ta ra về su. Chữ quy ta, đây là một dạng quá khứ phân từ, đã đi khỏi. Quy ta đã đi khỏi. Chữ ra về su do cái từ ra ga, ra ga có nghĩa là tham. Tham ái, nó là một danh từ nam tính. Và chữ Raga này được chia theo định sở cấp số nhiều. Satami Vipati Bahu Vachana. Cho nên chữ Raga biến thành Ragesu. Quy ta Ragesu. Những người không còn tham ái. Quả thật. Những người không còn tham ái. Và câu cuối cùng, Đi năng hồ ti ma hấp phải lần. Đi năng hồ ti ma hấp phải lần. Câu số 4, chữ đinh năng do cái từ, do căn ngữ đa ha, do từ đa na, nó là một chân từ trung tính. Akaranta nó cùng sắp linh giá, và chữ này được chia theo đối cách số ích đô thị giao thoát thức ai cao quay trần á. Đinh năng có nghĩa là cái gì đã được cho, vật đã được bố thí, vật đã được bố thí. Đinh năng đây là một động từ giống như động từ to be là thì bị ở vân vân, thì là bị được ở nè. Rồi mahapalang, mahapalang do cái từ mahanta hay là cái từ maha có nghĩa là to lớn. Rồi palang do cái từ pala. Pala là một danh từ trung tính. Akaranta na pung satalinga. Pala có nghĩa là cái quả. Nhưng mà chữ Pala này được chia theo đối các số ích đô tỷ gia vui phát tiê cao quá trình á. Cho nên Pala biến thành Palang. Mahapalang có nghĩa là quả lớn. Quả lớn.
này thì cái câu số 4 này, câu số 4 này à, bố thí à, có được quả lớn, bố thí có được quả lớn à. Câu số 4 này nó bổ sung cho câu số 3. Tasma hi vi ta ra ge su din năng hồ ti ma ha phật đằng, có nghĩa là à, vì thế Phật đã được bố thí để những người không còn tham ái đã được xa lìa có được quả báo lớn lao. Tức là hai câu này nó bổ sung thì chúng ta nghe cái ý nghĩa nó trọn vẹn ha, chứ còn mà tách ra từng câu một thì nghe nó hơi kỳ kỳ ha. Vậy thì câu Phật ngôn 356 cho chúng ta một ý nghĩa. Các ruộng vườn có cỏ dại là điều tai hại, chúng sanh này có tham ái là điều tai hại. Chính vì điều ấy Phật đã được bố thí đến những người có tham ái đã được xa lìa có quả báo lớn lao. Ý nghĩa câu Phật ngôn 356, các ruộng vườn có cỏ dại là điều tai hại, chúng sanh này có tham ái là điều tai hại. Chính vì điều ấy Phật đã được bố thí đến những người có tham ái đã được xa lìa là có quả báo lớn lao. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: có dại tai hại ruộng đồng, tham lam nhiễm độc giữa lòng thế gian, quý thay nhân bậc ly tham cúng dường vị ấy phúc vàng kế xoay. Có dại tai hại ruộng đồng, tham lam nhiễm độc giữa lòng thế gian, quý thay nhân bậc ly tham cúng dường vị ấy phúc vàng kế xoay. Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ ngũ ngôn như thế này: cỏ làm hại ruộng vườn, tham lam hại người đời, bố thí người ly tham. Cỏ làm hại ruộng vườn, tham lam hại người đời, bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn. À, như vậy là ý nghĩa từ vườn à, chúng ta cũng đã thông qua ha. Về vấn đề duyên sự, câu Phật ngôn 356, 357, 358 à, và đúng rồi, ba câu Phật ngôn có một duyên sự giống nhau. Chính vì cùng một duyên sự giống nhau cho nên hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về nội dung câu ngôn 356. À, chúng ta thảo luận về câu Phật ngôn này theo thiện kiến của chúng ta ha. Câu Phật ngôn 356 nói lên ý nghĩa như thế nào? Có làm hại ruộng vườn, một cái điều thiết thực. Trong một khu vườn chúng ta trồng cây hoặc là chúng ta trồng lúa à, hay là trồng những cái thảo mộc có giá trị, nhưng mà chúng ta không chăm sóc à, chúng ta không có nhất nước nhiều phân tam cần tứ giống ha, đó là vấn đề nông nghiệp ha. Nhưng mà chúng ta không có chú trọng về những vấn đề đó, để cho những cái cỏ dại rồi bìm bìm, cỏ chanh, cỏ cú
rồi những cái cỏ bậy bạ nó làm cho những cây giống của chúng ta, làm cho ruộng lúa của chúng ta, làm cho thảo mộc của chúng ta, nhất là những cái loại thuốc hay là những cây có giá trị bị những cái loại cỏ đó nó làm cho mất sức đi. Đó là một cái điều mà tai hại đối với ruộng, đối với vườn. Cỏ làm hại như vậy thì chính bản thân của chúng ta, cái gì là cho chúng ta đi xuống, tức là từ trong bóng tối đi vào bóng tối, có nghĩa là cái bản tính của người nó là như vậy. Cây khô xuống nó cũng khô, mà phần nghèo đi đến chỗ mô cũng nghèo. Thì mỗi người có một cái nghiệp riêng, nhưng mà chúng ta phải chuyển hóa, chứ không phải nói rằng ô ông trời ông sinh tôi ra như vậy, cái định mạng của tôi là như vậy, cái số phận của chúng tôi là như vậy. Không phải. Nhân di sơ tánh bổn thiện, con người khi mới sinh ra thì rất là trong sáng, nhưng mà vì chung đụng, vì thân cận, để rồi chúng ta từ trong bóng tối đi vào bóng tối. Và có người khi mà ý thức được từ bóng tối đi ra ánh sáng, đó là chuyện tốt. Ở đây có hai vấn đề, tức là con người từ bóng tối đi vào bóng tối, hoặc là con người từ ánh sáng đi vào bóng tối. Ánh sáng đi vào bóng tối có nghĩa là chúng ta sống trong một cái gia đình phong lưu đạo đức, nhưng mà rồi vì vấn đề thân cận, để rồi chúng ta tạo nên những ác nghiệp, những cái điều xấu xa. Do cái gì? Do tham lam, do sân hận, do si mê. Thì cái vấn đề tham lam này, một người đã chứng đắc thiền có thần thông, giống như Đề Bà Đạt Đa ha, quý vị thấy cũng là một hoàng tử đi xuất gia, thế mà do tham lam chi phối. Ông Phật cũng là một hoàng tử xuất gia mà ông làm Phật. Mình cũng là hoàng tử đi xuất gia mà tại sao mình không làm Phật được? Do cái sự đố kỵ, do cái sự tham lam về tài sắc lợi danh, cung kính lợi đắc danh xưng, cho nên Đề Bà Đạt Đa mới âm mưu với Thái tử A Xà Thế để mình được làm Phật, do tâm tham. Và A Xà Thế giết cha để lên làm vua, trước sau cũng lên làm vua, nhưng mà bây giờ làm vua cho sớm đi, một bên vua đạo, bên vua đời, hai bên bắt tay nhau như vậy thì cái ngôi vị của mình được vững vàng hơn. Chính do tâm tham đó mà Đề Bà Đạt Đa đã mất hết thần thông. Và trong cuộc sống, Đề Bà Đạt Đa với cái tâm mặc dầu thân xác hình tướng là người tu, nhưng mà cái tâm còn phiền não rất là nhiều, vì tham lam nó chi phối. Và kết quả trong cuộc sống là vì ly khai, tức là Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất tụng tuyên ngôn, tức là không cộng trú cùng với nữa. Và Đề Bà Đạt Đa đã cô độc với những cái người cùng tâm tham như vậy, để khi cuối cuộc đời cảm thấy rằng tham lam làm hại chính bản thân mình, và đến sám hối với Đức Phật lúc mà chuẩn bị chút hơi thở cuối cùng, cảm thấy rằng tuổi thọ của mình đã đến và việc làm của mình xấu xa tội lỗi do tâm tham chi phối, đã đến sám hối với Đức Phật. Nhưng mà trước khi bước vào kỳ viên thì bị đắp rút tội ác quá nặng, ông ta bệnh nằm trên cáng. Hai người đệ tử khiêng cái cáng đó đi đến để sám hối Đức Phật.
nhưng mà không thể gặp Đức Phật được. Khi mà chân ông ta vừa bước xuống đất với cái ý định là tắm rửa sạch sẽ để vào sám hối, nhưng mà khi vừa bước chân xuống đất đó, thì ông ta bị đập luôn và đọa vào địa ngục, địa ngục vô nhãn. Bởi vì có năm cái trọng tội, gọi là ngũ nghịch đại tội, thì phải đọa vào địa ngục vô gián đó. Giết cha, giết mẹ, giết các vị A-la-hán, làm Đức Phật đổ máu và chia rẽ tăng, thì bị năm tội này mà ông ta phải đọa vào địa ngục vô gián. Nhưng mà trước khi bị đắp rút, tức là đắp rút chỉ còn tới cái cổ thôi, ông ta hướng tâm về Đức Phật, đưa tay lên nhưng tay cũng bị kẹt rồi, không đưa tay lên được. Nhưng mà tâm ta hướng về Đức Phật để mà sám hối. Và Đức Phật đã thọ nhận cái vấn đề đó, để rồi thọ ký cho biết rằng Đề Bà Đạt Đa đọa vào địa ngục vô gián. Nhưng mà khi hết cái nghiệp đó rồi, tái sanh lại làm người, và do cái công đức tu trì, Đề Bà Đạt Đa sẽ chứng đắc quả vị Bách Chê Các Bồ Thí, tức là một quả vị Phật độc giác. Chúng tôi sẽ trình bày những cái trường hợp mà một quả vị tu chứng đắc quả vị độc giác trong cái chương trình ngày thứ hai ha. Sĩ Như Quỳnh cũng nên cho biết rằng cái thời gian dài ngắn để chúng tôi trình bày những cái trường hợp như là của Đề Bà Đạt Đa, tức là trong bài kinh Tê Giác Một Sừng, thà như Tê Giác Một Sừng ra đi, thì những cái vị đó họ tu cái hạnh độc giác, tức là không có chung đụng với hội chúng, mà họ tìm một cái nơi vắng vẻ hoặc là giữa hội chúng, nhưng mà cái tâm của họ chỉ có an trú trong pháp, một mình họ tu tập, họ biết thôi. Giữa đám đông họ vẫn tu, nhưng mà cái sự tu tập của một vị độc giác thì chúng ta thấy rằng trong ba cái chỉ văn, chỉ tiện tư và chỉ tu, thì cái trí tư này chỉ có nơi Đức Phật độc giác và Đức Phật toàn giác mà thôi. Bởi vì các ngài tự mình ngộ lấy, không thầy chỉ dạy. Thôi, trở lại vấn đề. Bố thí người ly tham, câu số 3 ha. Khi mà chúng ta mồ hôi nước mắt tạo ra của cải vật chất, của cải vật chất này chúng ta muốn có sự an vui cho chính bản thân và cho tha nhân, thì chúng ta phải quy tá ra giá, tức là ly tham, phải ly tham. Mà ly tham như thế nào? Cái sự bố thí của chúng ta không mong cầu cái lợi lộc, không mong cầu cái vấn đề mà có qua có lại mới tọa lòng nhau. Cái chuyện có qua có lại là cái chuyện của thế gian. Còn đối với người tu là những người đi ngược dòng thế gian, thì cứ cộng vào bằng những con số cộng. Nhưng mà đối với người tu là phải có những con số trừ, chúng ta từ bỏ mới ly tham được. Thì khi chúng ta từ bỏ bằng hình thức của vật chất, của cải chúng ta tạo ra, chúng ta đem sự an vui đến cho những người khác. Nhưng mà đem sự an vui đến người khác, chúng ta không mong cầu rằng người kia phải có trách nhiệm, phải trả lại cho mình. Cái ý người ta nói rằng thả ra một con tép mà câu một con cá sấu, thì cái trường hợp này bất khả. Chúng ta không nên làm như vậy, có qua có lại, không nên nghĩ tưởng như vậy. Mà chúng ta chỉ biết rằng bố thí đến một người nào đó, tâm của chúng ta được an vui, chuyện đó tin sao? Tâm của chúng ta được an vui,
Và khi tâm của chúng ta an vui thì ở đây bố thí người ly tham, mình biết người đó có ly tham hay không ly tham, điều này rất là quan trọng. Một cái vị chứng đắc quả vị Phật, nhất là những cái vị Phật độc giác, mà những vị Phật độc giác này á, thì thường thường á, trong thời kỳ giáo pháp của vị toàn giác không có xuất hiện nha. Những vị Phật độc giác là những cái vị mà rất là bình thường như chúng ta, thì làm sao chúng ta biết họ là những vị Phật? Cho nên trong cái cuộc sống của chúng ta chung đụng, đừng có bao giờ có cái tâm bất kính, hủy bán sự thật, hủy bán giáo pháp, hoặc là coi thường cái nhân phẩm của người khác. Bởi vì những cái vị Phật độc giác đó họ rất là bình thường giống như chúng ta. Cho nên bố thí đến người ly tham, tức là những cái người mà đó chính là những cái vị từ Tu Đà Hoàn đến A La Hán, đó là những vị ly tham, đó là những bậc thánh, tức là Punya Niparalokasmin Patita Hon Tipa Nenang, phước là nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh trong hiện tại cũng như trong tương lai. Và chính cái phước đó nó nâng đỡ cho chúng ta thực hành thiện pháp sung sướng, chi bằng lầm lần cho bao nhiêu của để dành kiếp sau, tức là phước nó hỗ trợ để rồi ba la mật của chúng ta được triển khai, được vươn lên. Và chính như vậy cho nên cái quả nó lớn, cái quả nó lớn bởi vì nó tích tụ nó huân tập cho đến một lúc nào đó chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cảm thấy rằng nhàm chán. Khi mà nhàm chán với chính cái xác thân của mình, nhàm chán với tất cả những cái vấn đề xung quanh, khi mà chúng ta nhàm chán thì khi đó chúng ta mới ly tham được, chúng ta mới ly tham được, rồi khi đó mới đoạn diệt, mới có được chính trí, mới được liễu ngộ, và khi đó gánh nặng chúng ta sẽ được đặt xuống. Còn bây giờ trong cái vấn đề tu tập ha, trong cái vấn đề tu tập thì chúng ta giống như coi như đi bộ từng bước một, mà bây giờ cả 1000 bước, 999 bước rồi thì chỉ còn một bước mà thôi. Hoặc là chúng ta mới bắt đầu, bắt bước được 1-2 bước, hay là chúng ta đã bước được nửa đoạn đường. Các quý vị có thể biết mình là ai hay không? Quý vị đã từng phát nguyện đã được đặt thọ ký, tức là trong cái thời gian mà chúng ta phát nguyện trong tâm, chúng ta phát nguyện ra lời, từ cái phát nguyện trong tâm cho đến khi phát nguyện ra lời thì chúng ta vẫn còn luân hồi sanh tử bởi vì bất định. Tâm của chúng ta muốn hướng đến một cái lý tưởng giải thoát, nhưng mà còn bất định trong cái vai trò của một vị Bồ Tát. Khi mà chúng ta hướng tâm và được một cái vị toàn giác thọ ký thì khi đó chúng ta mới an tâm. Một vị Phật thọ ký tức là xác định chúng ta là một vị Bồ Tát có thời gian, ví dụ 4 A Tăng Kỳ, 8 A Tăng Kỳ hoặc là 16 A Tăng Kỳ để chúng ta chấm dứt cái vị trí, chấm dứt một cái chỗ ở trong cái cảnh tái sinh của luân hồi sinh tử. Thì cái trường hợp đó khó khăn lắm quý vị. Cho nên chúng ta cứ biết rằng bây giờ còn thở là còn sống,
mà còn sống thì phải có sự an vui. Cả thế giới rung động vì cái nạn dịch, nhưng mà chúng ta còn thở, còn sống, chứng tỏ rằng mình chưa bị mất dịch. Mình còn an vui, mình còn an vui. Mà dù mình có bị, mình có bị mất dịch đi nữa, cái thân không bệnh nhưng mà tâm có bệnh hay không, cái điều quan trọng là như vậy. Thân bệnh nhưng mà tâm có bệnh hay không? Ở trong trong cái câu Phật ngôn 356 này, chúng tôi hoan hỷ nhất là cái câu mà Đinh Năng Hồ Tiêm Học một lần, hoặc là Tasma Hi Quỳ Tá Ra Ghề Su. Vì thế thập vậy, thập vậy vì thế, tức là đối với những người ly tham, đối với những người ly tham thì bố thí có quả lớn. Ở đây khi mà sự việc sắp tới của chúng ta, tức là cái lễ dân y Katina, lễ dân y Katina thì chúng ta không hướng về cá nhân của một vị sư nào, chúng ta hướng về tăng. Mà hướng về tăng tức là bốn đôi tám chúng. Khi mà chúng ta hướng về tăng là không phân biệt cá nhân của một vị nào, thì tăng á, bốn đôi tám chúng thì ám chỉ đến những cái vị ly tham, trong đó có thánh tăng, có phàm tăng, tức là những người thực hành để có được cái hành ly tham. Thì quý vị không chú trọng đến cá nhân, đó là một cái điều mà tuyệt vời ha. Thì ở đây chúng tôi tán thán quý vị, đa số trong room này đã hỗ trợ cho chúng tôi trong cái việc lễ dân y Katina. Bởi vì thí chủ, như chúng tôi đã đưa hình ảnh cho Sít Tà Vê Ta, Sít Nhật Quỳnh thấy là nhà cửa bị cháy trong cái trường hợp dịch bệnh xuất phát. Dịch bệnh đó, nó bùng khởi ha. Rồi cái vấn đề gia đình của thí chủ này, tài sản có những bị tiêu tan ha. Thì đó là một cái điều buồn, đó là một cái tin buồn. Mà cá nhân của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng. Và chúng tôi có kêu gọi quý vị, thì coi như đa số trong room này đều ủng hộ. Và chính ngày hôm nay thì Sít Nguyên Tịnh ha, Sít Nguyên Tịnh cũng đã hỗ trợ cho chúng tôi một số tài chính. Và chúng tôi cũng vừa nhận được của Sít Mita và Sít Hạnh Dung. Thì đây là một cái điều mà để cho quý vị thấy rằng chúng ta bố thí không có hướng về cá nhân của một vị nào, mà chúng ta bố thí đến tăng, mà tăng là bốn đôi bánh tám chúng, chứ không phải là hướng về cái ông sư đó, không hướng về cá nhân. Đa số trong đạo tràng có một cái sự ưu ái, có một cái sự cảm tình đối với cá nhân của chúng tôi. Thì đây là một cái điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ, tán thán công đức của quý vị. Bởi vì chúng tôi cũng hướng về tăng để làm việc, chứ không phải vì cá nhân. Cá nhân của chúng tôi thì chúng tôi chỉ trình bày như vậy thôi. Và quý vị hoan hỷ hỗ trợ thì đây là một cái phước báo rất là lớn ha. Mong quý vị thông cảm. Rồi bây giờ còn thời gian để cho quý vị sinh hoạt, chứ không phải là nói cho hết chuyện để rồi cho nhiều quý vị không có ý kiến. Bởi vì một câu Phật ngôn trên này càng nhiều ý kiến á thì chúng ta mới học hỏi được. Còn cá nhân của chúng tôi đưa lên ý kiến đó là tư kiến riêng tư, chứ không phải nói lên cá nhân mình mà dám giải thích những lời ông Phật dạy. Đức Phật thì bất khả tư nghị rồi, giáo pháp của Ngài cũng là tuyệt vời rồi. Thì bây giờ mình có tính cách gì để mà giải thích? Chẳng qua chúng ta đóng góp ý kiến để cái sự thật được phô bày,
và chúng ta nương vào đó để rồi chúng ta học hỏi lẫn nhau. Quý vị có những ý kiến hay chúng ta phải học, chứ không phải là nói rằng quý vị coi như lên đây rồi cái vui cười giỡn cợt ca hát với nhau hay là chửi bới nhau, mà một cái đạo tràng tức là chúng ta phải tôn trọng. Gặp lại nhau với một số đông thế này thì chỉ có hai cái vấn đề: một là im lặng, hai là phải nói. Mà nói theo Phật pháp, nói theo cái tính cách là sự thay đổi, sự đau khổ, và mình không làm chủ được chính mình, đó là vô thường, khổ não, vô ngã, ba thường tướng. Hoặc là nói lên bốn cái sự thật: khổ, tập, diệt, đạo, vân vân. Rồi, với câu Phật ngôn này thì Quỳnh Giang Nhật Hà có ý kiến thế nào? Bây giờ lên trình bày qua câu Phật ngôn này, và Quỳnh Giang Nhật Hà có thể nêu cái ý kiến của mình cho đạo tràng được rõ. Mời Quỳnh Giang Nhật Hà. Alo, Quỳnh Giang Nhật Hà có chút máy không ạ? Nhiều vậy là không. Thì nãy Quỳnh có ý kiến thế nào? Có sự thắc mắc thế nào? Cái từ nào ở trong này? Alo, alo, Quỳnh Giang Nhật Hà. Có cái từ nào ở trong này? Chữ ra ga và chữ tanh ha. Tanh ha trong và tanh ha. Chữ tham, một chữ ái. Một chữ tham, một chữ ái ha. Thì có rồi, bây giờ vị nào trong đạo tràng chữ ra giá và chữ tanh hà hả? Tanh hà trong và tanh há hả? Rồi học hòa ở trong đạo tràng chúng ta thì có rất nhiều vị giỏi trên những cái phương diện khác nhau. Thì bây giờ chữ tanh hà với chữ ra giá khác nhau chỗ nào? Alo, mời sư Kim Nhung đi. Kim Nhung cũng giỏi về vi diệu pháp mà ha. Chữ ra gá và chữ tăng ha khác nhau chỗ nào? Mời sư Kim Nhung. Alo, alo, sư Kim Nhung đâu rồi? Thôi, giải thích dùm hai từ này để cho Huynh Giang Nhật Hà được rõ. Dạ, con kính đảnh lễ sư. Dạ, con kính chào các anh chị trong đạo tràng. Chết con sư. Dạ, thưa sư, con chỉ biết đó là hai cái từ raga với tanha thì về mức độ thì cái tanha đó thì nó cũng là tham ái nhưng mà nó nhẹ hơn, còn cái raga thì nó đậm hơn, nó là cái sự dính mắc chặt chẽ hơn. Còn cái tan, cả hai đều đưa đến luân hồi, nhưng mà về cái mức độ thì con thấy cái raga theo như con học trí văn thì con thấy là nó mạnh hơn so với tanha. Dạ thưa con, chỉ biết đến như thế ạ. Con thưa sư, dạ con kính gửi mic đến sư ạ. Alo, Quỳnh Giang Nhật Hà nghe chưa? Cái nặng cái nhẹ hả? Cái nặng cái nhẹ cái là cảm ơn cô hả? Một bên nặng bên nhẹ, cái tanh ha và cái ra giá. Cái ra giá này á, cái ái này á, chính con của Ma Vương. Con Ma Vương cũng có một cái người con đại diện cho chữ ra ga. Chữ ra ga
Thì như vậy thì theo Sích Kim Dung thì nói rằng cái nặng cái nhẹ, cái tanh hà và cái ra ga, và huynh Giang Nhật Hà cũng cảm ơn. Rồi trong đạo tràng còn ai có thể giải thích giữa tanh hà và ra ga? Alo, quý vị cứ mạnh dạn, đừng có ngại, bởi vì khi chúng ta học để coi như chúng ta coi như là trao đổi lẫn nhau, chứ đừng có nghĩ rằng quý vị vô đây để hơn thua, mà chúng ta phải trao đổi để chúng ta thấy được sự thật. Rồi còn vị nào có ý kiến không? Ái á, nó có bao nhiêu cái ái, chúng ta phải hiểu. Ái á, nó có tất cả là ba này: dục ái này, hữu ái này, phi hữu ái. Tức là cái từ tanh hà đó, tanh hà được dục mà dịch là ái á. Dục ái có nghĩa là kama tanh hà, hữu ái là phava tanh hà, và phi hữu ái là quý pha quá tình hà. Vậy thì dục ái là gì? Đó là sự khát vọng, mong muốn hưởng về ngũ dục, sự tham ái duyên theo cái cảnh sắc này, cảnh thinh này, cảnh hương, cảnh vị và cảnh xúc. Cái đó gọi là dục ái ha. Còn hữu ái pha quá tình hà có nghĩa là sự khát vọng, mong mỏi muốn tái sanh về những cái cõi nhà, sự luyến ái trong các cái thiền, tức là từ cái này muốn đạt tới cái kia, và sự tham ái có liên hệ với hữu kiến hoặc thường kiến, tức là đó là những cái tư tưởng về tạc kiến ha. Thì hữu ái tức là ý nói là đứng núi này trong núi kia. Còn phi hữu ái quy phâu tình hà có nghĩa là sự khát vọng, ái tham có liên hệ đến tà kiến. Tức là cái ái vô hữu kiến hoặc là đoạn kiến, tức là phi hữu ái là một cái sự khát vọng, một cái sự tham ái có liên quan đến những cái tà kiến, nhất là đoạn kiến. Thì như vậy ái ở đây chữ tanh hà này có ba ha. Như vậy thì chúng ta sẽ coi như hiểu một cách đại khái, hiểu một cách đại khái về những cái từ này, và chúng ta sẽ căn cứ theo một cái gì đó, căn cứ một cái gì đó để chúng ta coi như là một câu kinh hoặc là một cái đoạn văn nào đó có xuất xứ, để chúng ta tìm hiểu cái chữ ra giá và chữ tanh hà nó đi sâu vào nội dung hơn ha. Thôi thì bây giờ với thời gian còn lại, vì nào có ý kiến để triển khai câu Phật ngôn này? Alo, quý vị có ý kiến thế nào với câu Phật ngôn này? Bởi vì tâm tham thì ai cũng có tham hết á. Đây nói về cái câu Phật ngôn này có làm hại ruộng vườn, tức là tâm tham của chúng ta nó làm cho chúng ta chao đảo, chúng ta không có được quân bình, chúng ta mờ con mắt, tham thì tham mà chúng ta mờ con mắt, để rồi chúng ta làm những cái điều và không phải là thiện pháp. Mục đích chính ở đây là như vậy ha. Mục đích chính ở đây là như vậy. Alo, còn khoảng 10 phút nữa, vì có ý kiến gì không? Câu con này khó quá, khó quá hả?
rồi, xin Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú, con thành kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi của Bình và Nhật Hà. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, nãy giờ con phải coi kỹ lại cái tài khoản của ngài để con cho lên, nó sai thì tiền mất tật mang. Cái thứ hai nữa, con xin phép ngài cho con trả lời câu hỏi của một vị VM cho con. Vì nói vị không có đi làm được, nhưng mà hoan hỷ hùng phước lắm. Giờ Hùng nửa khóc hần được không? Con nói không có được. Nhưng mà bốn người một cổ phần cũng được, nhưng mà hơn nửa cổ phần thì không có được. Dạ, dạ, con nói cho vui thôi. Dạ, kính mong quý vị trong đạo tràng đừng ngại ngùng gì hết. Dạ, tùy theo khả năng của mình. Tại vì làm một cổ phần như vậy để cho mà dễ dàng ghi danh thôi. Cứ bốn người như sư Pháp Tính nó cũng ở bên trong Pháp Cú và cũng đã đưa qua bên này đó, thì do cái nhân duyên là Phật tử kêu gọi là để cho người ta có cái phần hùng để làm được khí chủ, nên hồi sư nói để thì để vậy thôi. Nhưng mà quý vị có thể ba bốn người vô một cổ phần cũng được, đừng có ngại không gì hết. Nên là con xin phép cầm mic mấy phút đã còn lại để con nói với cái vị VM cho con là như vậy. Thành ra không có, đừng có gì ngại ngùng hết quý vị. Tùy theo khả năng mỗi người thôi, do tấm lòng của mình thôi. Chứ không có phải nói mỗi người là phải bao nhiêu đó mới được. Dạ, con xin phép ngài bao nhiêu đó. Dạ, con kính dân mít đến đạo tràng. Nãy giờ con không có để tâm cho câu pháp cứu, nên con cũng không có biết gì để chia sẻ bạch ngài. Dạ, con kính dân mít đến đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng còn nghe Nhật Quỳnh không? Sao Nhật Quỳnh xuống mít rồi? Im ru vậy quý vị? Ngài chạy mất tiêu rồi. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, rất là cảm ơn. Thôi bây giờ ngài không có trở lại cầm mít, mà đạo tràng cũng không có vị nào để cầm mít, còn có mấy phút. Dạ, Nhật Quỳnh xin chú Tâm vô cái bài học để trả lời tại nhà theo ý trong bài học nha quý vị nha. Con sám hối với đạo tràng, lý do là con phải chú tâm vô chuyện thầy khoản và trả lời những câu BM, nên là con không có chú tâm vô bài học. Cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, bố thí người đi tham do vậy được quả lớn. Và theo cái hiểu của con á, thì thật sự tham mình còn phàm phu thì cái sự tham này lớn đó. Nhà con, bản thân con thấy là như vậy. Mình muốn con cái mình được gì kia nọ, rồi mình như hồi lúc sáng ở một cái room con nghe một vị chia sẻ, mà con nhìn lại bản thân mình, nó cũng có liên hệ trong cái câu Phật ngôn ngày hôm nay, là mình đi qua Mỹ rồi mình cố gắng mình làm mình nuôi con rồi cho con học hành thành đạt để được làm bác sĩ, rồi con nó bỏ mình lên một tuổi rất là trẻ. Và thì như vậy rõ ràng mình rất là mong muốn, mình tham, mình muốn con mình phải được gì kia nọ, bản thân con cũng vậy. Dù mình có cực khổ cỡ nào, mình có như thế nào đi nữa, mình biết là thân học tích là rất là khổ, nên là cố gắng hết sức mình để mà mình nuôi con, để cho con nó đi học đi hành, rồi dựng vợ gả chồng cho nó. Nhưng mà khi mà gia đình nó mà yên vui thì thôi không sao, nhưng mà nếu mà gia đình nó có trục trặc chút này chút kia chút nọ, hoặc là
Nó từ ánh sáng mà nó đi vào bóng tối, mình thấy rõ ràng. Nó từ ánh sáng nó đi vào bóng tối, mình rất là buồn. Dạ, mình rất là buồn. Rồi mình thấy nó từ từ nó ló dạng thì mình cũng rất là vui. Dạ, thì con thấy là cái tham này khó bỏ vô cùng. Dạ, theo bài học thì cái tham này rất là khó bỏ. Nhất là vấn đề con cái, con cháu của mình. Con đã đành rồi, còn thêm cháu nội và cháu ngoại nữa. Dạ, nhìn những đứa cháu mà nó ngoan ngoãn, nó học hành đàng hoàng, nó chịu học tu hành thì mình cũng rất là vui. Nhưng mà có những đứa cháu thì nó cũng không có được ổn lắm, hoặc nó có bị vấn đề này, bị vấn đề khác gì đó, thì trong lòng mình cũng rất là lo. Cũng biết cái câu thường nói là lúc khổ quá tự mình an ủi mình. Trời ơi, tới đây mình có một mình, rồi mình cũng có đi có một mình, tại sao mình phải khổ như vậy? Thì nó tỉnh lại được một chút, nhưng mà nó tỉnh một chút xíu thôi Kim Nhung. Nhưng rồi đâu nó cũng vào đó. Dạ, mình phải dạy nó hoài luôn đó. Dạ, dạy nó hoài luôn chứ không thì mình rất là khổ. Nhưng mà dù gì đi nữa, con cũng rất là tri ân đạo tràng Phật giáo Nam Truyền. Cũng nhờ cái rương Phật giáo Nam Truyền này mà con đã đọc được những cái văn bản Bali. Và cũng nhờ cái rương Phật giáo Nam Truyền thì con mới được hai cái rương bên kia mời con làm MC. Và nhờ con làm MC thì con tiếp cận được những lời dạy của Đức Phật nhiều hơn. Gần như là ngày nào từ sáng tới chiều, là hình như là, và cả tới tối luôn. Dạ, hình như là nó gần gần như vậy. Nhỏ quá hả? Ồ, để vậy khi Nhật Bình xin phép được đọc nhân để hết giờ rồi. Hay là gì đi xuống khá? Nhật Bình gửi qua cái tin nhắn xuống khá được không? Hả? Xuống khá? Nhật Bình gửi qua tin nhắn xuống khá nha. Để xuống khá có thể mở to lên coi được không xuống khá? Hay là xuống khá muốn Nhật Bình đọc? Alo, alo. Gửi qua tin nhắn nha. Dạ, rồi để chờ chút đi Nhật Bình gửi qua tin nhắn nha. Dạ, bây giờ thì con thấy đã hết giờ rồi. Con cung thỉnh ngài kết thúc buổi học ạ. Con kính nhân mít đến ngài. Dạ, con cũng đã chú tâm vô câu, rồi con cũng có chia sẻ về chỉ ý con trong cái tham. Dạ, rất là tham luôn. Con kính nhân mít đến ngài. Con cung thỉnh ngài kết thúc buổi học ngày hôm nay ạ. Sa thủ xin nhập Quỳnh. Huynh Giang Nhật Hà, chữ Tân Ha và chữ Ra Gá. Huynh sẽ gặp Huynh Kinh hả? Bởi vì cái vấn đề đó nó đi vào trong chi pháp nhiều hơn ha. Thì cái chữ Tân Ha và chữ Ra Gá sẽ được phân tích rõ hơn ha. Thì Huynh Giang Nhật Hà quan hỷ ha. Chờ giờ của Huynh Kinh á, sẽ hỏi nha. Sa thủ tinh thần của quý vị hướng về thiện pháp, và nhất là trên những cái bài học quý vị đã thể hiện rất tốt với một cái tâm tầm cầu học hỏi về giáo pháp. Đây là một cái điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ. Mặc dù đã kéo dài 12 năm nhưng mà hôm nay thấy cái thành quả như thế này, nhất là những cái vị mới đến với đạo tràng mà có một cái sự tiến bộ rất là nhanh, đây là một cái điều chúng tôi rất là hoan hỷ. Với sự hoan hỷ này về tinh thần học hỏi của quý vị, xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin oai lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng phổ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam Truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na so ti wo ho tu sa pa da. Do lời chân thật này, kính dâng quả phước đến chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Tha Ya. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Xin mời Sư Hồng Nhật hoan hỷ để một
bài kinh và chúng ta chấm dứt buổi sinh hoạt của đạo tràng. Con xin sám hối với đạo tràng, con xin phép được phép cứ rung máy của con, đường nét nó bị trục trặc rồi nên con đã gián đoạn, và con kính tạm biệt đạo tràng, con xin được đóng rung ạ. À.